Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta cùng luyện tập phần tiếp theo của chương trình sinh học lớp 12. Đó là chúng ta luyện tập phần tiếng Hóa. Như chúng ta biết là có khi nào chúng ta nghĩ rằng sự sống bắt đầu từ đâu và được hình thành như thế nào? Như vậy, từ các cái phương pháp thực nghiệm thì các nhà khoa học đã chứng minh rằng sự sống bắt nguồn từ các chất vô cơ qua quá trình tiến hóa, hóa học hình thành nên các hợp chất hữu cơ, và từ các hợp chất hữu cơ hình thành nên các tế bào sơ khai qua quá trình tiến hóa tiên sinh học, và từ tế bào sơ khai hình thành nên sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay, đó là nhờ vào quá trình tiến hóa sinh học bằng các cái bằng chứng tiến hóa, đó là đặc biệt đó là bằng chứng trực tiếp, bằng chứng về hóa thạch và các cái bằng chứng gián tiếp. Để giải thích về cơ chế của sự tiến hóa thì có hai học thuyết, đó là học thuyết tiến hóa cổ điển của Darwin và học thuyết tiến hóa hiện đại. Đặc biệt trong học thuyết tiến hóa hiện đại đã nói rằng đó là các nhân tố tiến hóa nó đã làm thay đổi tần số Allen và thành phần kiểu gen của quần thể. Từ đó nó hình thành nên các đặc điểm thích nghi của sinh vật, và các đặc điểm các quần thể thích nghi này khi có sự cách ly sinh sản với quần thể gốc thì nó sẽ hình thành loài mới, và qua quá trình tiến hóa lâu dài như vậy từ một loài ban đầu hình thành nên sinh vật đa dạng phong phú như ngày nay. Và dựa vào sự khác nhau ở sinh vật hóa thạch, sự dựa vào sự biến đổi của khí hậu và địa chất, và người ta chia sinh giới gồm có 5 đài, đó là đài thái cổ, đài nguyên sinh, đài cổ sinh, đài trung sinh và đài tân sinh. Đặc biệt trong đài tân sinh có phát sinh loài người của chúng ta ngày nay. Như vậy thì tiết ôn tập ngày hôm nay thì chúng ta đi theo mạch kiến thức này, đó là gồm có các phần. Phần thứ nhất, các bằng chứng tiến hóa. Phần thứ hai, cơ chế tiến hóa theo học thuyết của Darwin và học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Và phần thứ ba, đó là sự phát sinh phát triển sự sống trên trái đất. Chúng ta đi từng câu trắc nghiệm một. Thứ nhất, câu 1, một trong những bằng chứng sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là. Thứ nhất, tất cả các loài sinh vật hiện nay đều chung một bộ mã di truyền. Thứ hai, sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống. Thứ ba, sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài. Và thứ tư, sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lý khác nhau. Như vậy chúng ta biết rằng bằng chứng sinh học phân tử là bằng chứng nói về cấu trúc của ADN, về bộ mã di truyền. Cho nên bằng chứng ở đây, câu đáp án ở đây đó là đáp án A. Đáp án B, sự tương đồng về phát triển phôi, đây là bằng chứng phôi sinh học. Câu C, sự giống nhau về đặc điểm giải phẫu, đây là bằng chứng giải phẫu so sánh. Và câu D, sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố khác nhau, đây là bằng chứng về địa lý sinh vật học. Chúng ta qua câu số 2. Bằng chứng tế bào học nào sau đây góp phần giải thích nguồn gốc chung của sinh giới? Thứ nhất, tế bào là đơn vị cấu tạo và chức năng của mọi cơ thể sinh vật. Thứ hai, tế bào thực vật có lục lạp và có mang cellulose, còn tế bào động vật thì không. Thứ ba, tế bào các loài đều có thành phần hóa học và có nhiều đặc điểm cấu trúc tương tự nhau. Và thứ tư, cơ sở của sự sinh sản dựa vào quá trình phân bào. Thì chúng ta biết rằng bằng chứng tế bào nói rằng đó là các cơ thể sinh vật đơn bào hay là đa bào đều có cấu tạo từ tế bào. Và các tế bào này nó có thành phần giống nhau, gồm có đều có gồm 3 phần, đó là mang, sinh chất, tế bào chất và nhân. Như vậy dựa vào đó thì chúng ta thấy là đáp án ở đây sẽ là có 3 đáp án đúng. Đó là đáp án số 1, đáp án số 3 và đáp án số 4. Đáp án số 2, tế bào thực vật có lục lạp và có mang cellulose, còn tế bào động vật thì không. Đây là nói đến chiều hướng tiến hóa. Và ở thứ nhất, đó là ở tế bào thực vật có lục lạp và có mang cellulose, đây là chiều hướng tiến hóa thích nghi với điều kiện sống tự dưỡng. Và ở tế bào động vật thì chiều hướng tiến hóa thích nghi với đời sống dị dưỡng. Như vậy chúng ta có đáp án C. Chúng ta qua học thuyết tiến hóa của Darwin. Trong học thuyết của Darwin thì chúng ta lưu ý đó là gồm có phần thứ nhất, đó là nguyên liệu tiến hóa. Theo Darwin thì câu thứ nhất, theo quan niệm của Darwin, biến dị cá thể là: thứ nhất,
những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động. Thứ hai, những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động có thể di truyền được. Thứ ba, đó là những sai khác giữa các cá thể khác nhau được tạo ra trong quá trình sinh sản. Và thứ tư, là những đột biến gen phát sinh những sai khác giữa những cá thể trong loài. Thì theo Darwin, biến dị cá thể đó chính là những sai khác giữa những cá thể khác nhau được tạo ra trong quá trình sinh sản. Như vậy chúng ta chọn đáp án đây, đáp án C. Câu số 4. Theo Darwin, sự tiến hóa của sinh vật trong tự nhiên theo cơ chế chính là: A. Sự tích lũy những biến dị có lợi, đào thải những biến dị không có lợi cho sinh vật dưới tác động của chọn lọc tự nhiên. Câu B. Sự di truyền các đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác động dùng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động. Câu C. Sự thay đổi của ngoại cảnh thường xuyên, không đồng nhất, dẫn đến sự biến đổi dần dần và liên tục của loài. Câu D. Sự tích lũy các biến dị dưới tác dụng của chọn lọc nhân tạo, tạo điều kiện sinh vật thích nghi với nhu cầu của con người. Chúng ta biết rằng, theo Darwin, cơ chế chính của chọn lọc, cơ chế chính của sự tiến hóa đó là theo chọn lọc tự nhiên, sự tích lũy những biến dị có lợi và đào thải những biến dị không có lợi cho sinh vật. Như vậy chúng ta chọn đáp án A. Động lực của chọn lọc tự nhiên theo Darwin là: Câu số 5. Câu A. Nhu cầu thị hiếu nhiều mặt của con người. Câu B. Do các tác nhân của điều kiện sống trong tự nhiên. Câu C. Đấu tranh sinh tồn của sinh vật. Và câu D. Sự đào thải các biến dị không có lợi. Như vậy, trong tự nhiên thì các sinh vật nó sống được và nó quá trình chọn lọc tự nhiên, động lực của quá trình chọn lọc tự nhiên theo Darwin đó là quá trình đấu tranh sinh tồn của sinh vật. Đấu tranh sinh tồn ở sinh vật này nó đấu tranh ở trên ba mặt. Mặt thứ nhất là đó là đấu tranh với điều kiện sống bất lợi. Thứ hai đó là đấu tranh cùng loài và thứ ba đó là đấu tranh khác loài. Như vậy đáp án ở đây là đáp án C. Câu số 6. Chúng ta qua luyện tập phần học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại. Và chúng ta biết trong học thuyết tổng hợp hiện đại thì gồm có hai học thuyết, đó là thuyết tiến hóa nhỏ và thuyết tiến hóa lớn. Về nguyên liệu theo học thuyết tiến hóa hiện đại thì chúng ta lưu ý gồm có: nguyên liệu thứ nhất đó là đột biến gen. Thứ hai đó là các cái biến dị mà nó đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp, biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu thứ cấp. Và ngoài ra thì nó được bổ sung bởi sự nhập cư của các sinh vật. Như vậy thì chúng ta thấy trong câu 6 này hỏi rằng, theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, khi nói về nguồn nguyên liệu của tiến hóa, phát biểu nào sau đây không đúng? Thứ nhất, tiến hóa sẽ không xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền. Như vậy câu này là câu đúng. Câu 2, biến dị, mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trình tiến hóa. Thì chúng ta biết rằng biến dị có hai loại, đó là biến dị di truyền và biến dị không di truyền. Như vậy biến dị không di truyền thì không phải là nguyên liệu của quá trình tiến hóa. Và đáp án ở đây là đáp án B. Còn câu C cô vừa mới giải thích xong, đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa và nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư. Câu số 7. So với đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa là vì: Câu A. Đa số đột biến gen là có hại, vì vậy chọn lọc tự nhiên sẽ loại bỏ chúng nhanh chóng và chỉ giữ lại những đột biến có lợi. Như vậy chúng ta thấy vế đầu tiên đó là đa số đột biến gen là có hại. Như vậy là chúng ta thấy đúng. Nhưng mà vì vậy chọn lọc tự nhiên sẽ loại bỏ chúng nhanh chóng. Trong trường hợp các cái đột biến gen lặng thì quá trình chọn lọc tự nhiên ở những cá thể dị hợp thì chọn lọc tự nhiên không đào thải được. Câu B. Allele đột biến có lợi hay có hại hay không thì nó có hại không phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường sống. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đột biến gen thì mức độ biểu hiện có lợi hay hại nó còn tùy thuộc vào tổ hợp gen và tùy vào điều kiện môi trường. Câu C.
Các alen đột biến thường ở trạng thái lặng và ở trạng thái di hợp. Quá trình chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp vào kiểu gen và do đó làm tần số của gen lặng có hại không thay đổi qua các thế hệ. Chúng ta biết rằng quá trình chọn lọc tự nhiên thì nó tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp qua kiểu gen. Câu D. Đột biến gen phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể và ít ảnh hưởng đến sức sống, sự sinh sản của cơ thể sinh vật. Như vậy chúng ta thấy đáp án ở đây là đáp án D. Vì đáp án D này đã giải thích rằng đột biến gen nó... Vì sao đột biến gen nó là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu so với đột biến nhiễm sắc thể với hai lý do. Lý do thứ nhất đó là đột biến gen phổ biến hơn đột biến nhiễm sắc thể. Và lý do thứ hai đó là nó ít ảnh hưởng đến sức sống, sức sinh sản của các cơ thể sinh vật. Như vậy chúng ta chọn đáp án D. Câu số 8. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? Đáp án A. Chọn lọc tự nhiên luôn làm thay đổi đột ngột tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Câu B. Quá trình chuyển tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô của quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. Câu C. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm đa dạng di truyền nên không có vai trò đối với quá trình tiến hóa. Và câu D. Khi không có tác động của đột biến chọn lọc tự nhiên và di hợp gen thì tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ không thay đổi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta phân tích từng đáp án một. Thứ nhất, A. Chọn lọc tự nhiên luôn làm thay đổi đột ngột tần số alen. Chúng ta lưu ý quá trình chọn lọc tự nhiên, đây là nhân tố chọn lọc có hướng và đây là nhân tố mà nó định hướng cho quá trình tiến hóa, nó không làm thay đổi đột ngột tần số alen. Câu C. Các yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể, như vậy là ý này đúng, nhưng mà giảm đa dạng di truyền và nó có vai trò đối với quá trình tiến hóa, như vậy sai ở từ đây là từ không. Câu D. Khi không có tác động của đột biến chọn lọc tự nhiên và di nhập gen thì chúng ta thấy rằng nhân tố tiến hóa nó làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể gồm có 5 nhân tố, đó là đột biến, di nhập gen, chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên. Vậy thì nếu không có 3 nhân tố này thì vẫn còn nhân tố đó là yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên, cho nên tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sẽ thay đổi, cho nên câu D không đúng. Và chúng ta thấy rằng trong theo thuyết tiến hóa hiện đại thì quá trình tiến hóa nhỏ là quá trình diễn ra ở quy mô quần thể và nó diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa. Chúng ta chọn đáp án B. Câu số 9. Đối với một alen đột biến ở trạng thái lặng được phát sinh trong quá trình giảm phân thì alen đó, câu A, được tổ hợp với alen trồi tạo thành thể đột biến, như vậy câu này sai. Vì nếu alen lặng mà kết hợp với alen trồi thì nó sẽ tạo thành cơ thể dị hợp và nó sẽ không biểu hiện ra kiểu hình của alen lặng, cho nên đây không phải là thể đột biến. Câu B, không bao giờ được biểu hiện ra kiểu hình, câu này sai. Vì nếu alen lặng đó nó kết hợp với một alen lặng tương tự thì nó sẽ tạo thành kiểu gen. Có ví dụ alen này là alen A nhỏ thì nó kết hợp với giáo tử mang alen A nhỏ tạo thành kiểu gen A nhỏ sẽ biểu hiện ra kiểu hình. Câu C, có thể phát tán trong quần thể nhờ quá trình giao phối. Đây là câu đáp án. Và câu D sai ở chỗ bị chọn lọc tự nhiên đào thải hoàn toàn ra khỏi quần thể nếu alen đó là alen gây chết. Như vậy, nếu như alen đó là alen gây chết thì trong trường hợp cơ thể dị hợp tử thì quá trình chọn lọc tự nhiên không đào thải được alen này. Như vậy, câu đáp án của chúng ta là câu C. Câu số 10. Cho các thông tin về vai trò của các nhân tố tiến hóa sau và các thông tin nói về vai trò của đột biến gen là. Như vậy chúng ta tìm những trong năm đáp án này thì đáp án nào nói đến vai trò của đột biến gen. Chúng ta thấy rằng đột biến gen nó sẽ làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. Thứ hai, đột biến gen nó sẽ câu thứ nhất, đột biến gen làm thay đổi theo một hướng xác định, như vậy câu đó là câu sai.
Câu thứ hai, làm phát sinh các biến dị di truyền của quần thể cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa. Như vậy đáp án 2 đúng. Đáp án 3, có thể loại bỏ hoàn toàn một allele nào đó ra khỏi quần thể, cho dù allele đó là allele có lợi. Như vậy đây không phải là vai trò của đột biến gen, mà đây là tác động của yếu tố ngẫu nhiên. Câu số 4, không làm thay đổi tần số allele nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể, thì như vậy đây là vai trò của giao phối không ngẫu nhiên. Câu số 5, làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gen của quần thể chậm, bởi vì đột biến gen có cái tần số allele rất là thấp ở trong quần thể. Như vậy chúng ta chọn đáp án ở đây là đáp án B, gồm đáp án câu 1, cô xin lỗi, câu 2 và câu 5. Câu 11, vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm là do. Chúng ta biết rằng vốn gen của quần thể được làm phong phú thêm do có thể đó là các cá thể nhập cư mang các allele mới vào trong quần thể. Như vậy nhập cư có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nó mang allele mới vào trong quần thể thì nó sẽ làm phong phú thêm vốn gen. Nhưng nếu nó mang allele có sẵn vào trong quần thể thì nó sẽ làm thay đổi tần số allele và thành phần kiểu gen. Như vậy đáp án ở đây là đáp B. Câu 12, các nhân tố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số allele vừa có thể làm phong phú vốn gen? Thì chúng ta biết rằng đột biến gen là cái làm phong phú vốn gen, và cô vừa giải thích câu vừa xong đó là di nhập gen có thể làm phong phú vốn gen. Như vậy đáp án của chúng ta là câu B. Câu số 13, theo thuyết tiến hóa hiện đại có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về chọn lọc tự nhiên? Thứ nhất, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số allele của quần thể. Thứ hai, chọn lọc tự nhiên chống lại allele trội làm biến đổi tần số allele của quần thể nhanh hơn so với chọn lọc chống lại allele lặng. Câu 3, chọn lọc tự nhiên làm xuất hiện các allele mới làm thay đổi tần số allele của quần thể. Và câu 4, chọn lọc tự nhiên có thể làm biến đổi tần số allele một cách đột ngột không theo một hướng xác định. Như vậy chúng ta thấy rằng quá trình chọn lọc tự nhiên nó sẽ tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp qua kiểu gen. Như vậy chúng ta có đáp án thứ nhất là đáp án đúng. Thứ hai, chọn lọc tự nhiên chống lại allele trội thì nó sẽ làm biến đổi tần số allele của quần thể nhanh hơn, bởi vì khi chống lại allele trội nó sẽ biểu hiện ra kiểu hình. Ở cơ thể dị hợp tự nó cũng biến đổi ra kiểu hình, cho nên quá trình chọn lọc tự nhiên nó sẽ đào thải. Riêng đối với allele lặng thì ở cơ thể dị hợp tự quá trình chọn nó không biểu hiện kiểu hình của allele lặng, cho nên quá trình chọn lọc tự nhiên không đào thải được. Cho nên câu số 2 đáp án 2 đúng. Thứ ba, chọn lọc tự nhiên không làm xuất hiện các allele mới. Như vậy đáp án 3 sai. Đáp án số 4, chúng ta biết quá trình chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng, cho nên ở đây đáp án 4 sai. Cho nên đáp án của chúng ta là gồm có 2 đáp án đúng, đó là đáp án 1 và đáp án 2. Chúng ta chọn câu B. Câu số 14, theo thuyết tiến hóa hiện đại, một allele có lợi cũng có thể bị loại hoàn toàn ra khỏi quần thể bởi tác động của nhân tố nào sau đây? Thì chúng ta biết rằng với các yếu tố ngẫu nhiên, ví dụ như là thiên tai, như là cháy rừng, thì nó có thể loại hoàn toàn ra cái allele có lợi. Ví dụ như cháy rừng thì cả cái cây mà nó có lợi, mặc dù nó rất là có lợi trong điều kiện môi trường sống đó, nhưng mà khi cháy rừng thì nó cũng không thật có thể là nó có thể không sống sót được, cho nên nó bị loại bỏ hoàn toàn. Cho nên đây là đáp án D. Câu số 15, theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về vai trò của các nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây sai? Các em lưu ý, đối với những câu không đúng, những câu sai, thì khi chúng ta gặp chân để chúng ta biết, chúng ta nhận dạng cả mà nhầm. Câu A, chọn lọc tự nhiên là nhân tố tiến hóa có hướng. Như vậy chúng ta vừa phân tích xong thì đáp án A là đáp án đúng. Đáp án B, đó là các yếu tố ngẫu nhiên có thể làm nghèo đi vốn gen của quần thể. Câu đúng. Câu C, di nhập gen có thể mang đến những
allen đã có sẵn trong quần thể. Vì chúng ta biết rằng di nhập gen có thể mang allen mới hay là allen có sẵn. Như vậy câu C đúng. Câu D, giao phối không ngẫu nhiên vừa làm thay đổi tần số allen và vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Câu này sai ở chỗ nào? Chúng ta biết rằng chúng ta đã học trong cấu trúc di truyền của quần thể thì giao phối không ngẫu nhiên đối với các quần thể từ thụ phấn và giao phối gân. Thì chúng ta biết rằng là cấu trúc di truyền của quần thể qua các thế hệ thì tần số allen không đổi, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen. Như vậy trong năm nhân tố tiến hóa thì nhân tố giao phối không ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi một thành phần, đó là thay đổi thành phần kiểu gen mà không thay đổi tần số allen. Như vậy câu D sai ở chỗ đó. Câu số 16. Ở một quần thể cấu trúc di truyền của 4 thế hệ liên tiếp như sau, chúng ta có thế hệ F1, F2, F3 và F4. Cho biết các kiểu gen khác nhau có sức sống, có khả năng sinh sản như nhau. Quần thể có khả năng đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây? Thì chúng ta thấy rằng ở quần thể này chúng ta thấy đó là qua các thế hệ F1, F2, F3 và F4. Chúng ta thấy số cá thể dị hợp giảm và số cá thể đồng hợp tăng. Như vậy đây có thể đây là quần thể ở trong trường hợp là giao phối có lựa chọn hay là quần thể từ thụ phấn giao phối gân. Như vậy đây là đặc điểm của yếu tố giao phối không ngẫu nhiên. Câu số 17. Theo quan niệm hiện đại thì một trong những vai trò của giao phối ngẫu nhiên là, chúng ta biết rằng nhân tố tiến hóa có 5 nhân tố và giao phối ngẫu nhiên không phải là nhân tố tiến hóa. Bởi vì giao phối ngẫu nhiên thì qua các thế hệ cấu trúc di truyền của quần thể cân bằng, cho nên nó không thay đổi tần số allen và thành phần kiểu gen của quần thể. Vậy thì nó có vai trò như thế nào? Đó là giao phối ngẫu nhiên nó sẽ tạo ra biến dị tổ hợp và chính biến dị tổ hợp này là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa. Câu B. Câu số 18. Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp, phát biểu nào sau đây không đúng? Phát biểu thứ nhất, A. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số allen và thành phần kiểu gen của quần thể. Câu B. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật. Câu C. Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể. Và câu D. Tiến hóa nhỏ sẽ không xảy ra nếu tần số allen và thành phần kiểu gen của quần thể được duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy câu không đúng ở đây đó chính là câu C. Vì chúng ta biết rằng yếu tố ngẫu nhiên nó sẽ làm giảm đa dạng di truyền. Và chúng ta thấy rằng câu B, lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật. Như vậy chịu sự tác động của các nhân tố tiến hóa thì các quần thể nó sẽ hình thành đến các đặc điểm thích nghi và hình thành loài mới. Và lai xa và đa bội là một trong những con đường hình thành loài mới. Chúng ta biết rằng có các con đường hình thành loài mới, đó là hình thành loài khác khu vực địa lý, hình thành loài cùng khu vực địa lý. Và lai xa và đa bội hóa là một trong những con đường hình thành loài nhanh nhất. Về con đường hình thành loài khác khu vực địa lý thì trong câu hỏi số 19 nói đến vai trò của cách ly địa lý trong quá trình hình thành loài mới. Chúng ta xem thử phát biểu nào sau đây không đúng. Phát biểu thứ nhất, A lớn. Cách ly địa lý duy trì sự khác biệt về tần số allen và thành phần kiểu gen của quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa. Câu B, cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số allen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định. Câu C, cách ly địa lý có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp. Và câu D, cách ly địa lý ngăn cản các cá thể của quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. Như vậy, chúng ta thấy rằng đáp án ở đây, câu không đúng ở đây đó là cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số allen và thành phần kiểu gen của quần thể. Chúng ta biết rằng cách ly địa lý chỉ có vai trò là duy trì sự khác biệt tần số allen
và thành phần kiểu gen của quần thể. Thì từ đó cách ly địa lý nó dần dần khi thay đổi về tần số allen và thành phần kiểu gen thì nó dẫn đến nếu được cách ly sinh sản thì hình thành loài mới, và cách ly địa lý nó ngăn cản cả cá thể trong quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau. Sai ở từ đó là cách ly địa lý trực tiếp làm biến đổi tần số allen. Câu 20. Một quần thể côn trùng sống trên cây M. Do quần thể phát triển mạnh, một số cá thể phát tán sang loài cây N. Những cá thể nào sẵn có các gen đột biến giúp chúng khai thác được thức ăn trên cây N thì sống sót và sinh sản hình thành nên quần thể mới. Hai quần thể này sống trong cùng một khu vực địa lý nhưng ở hai ổ sinh thái khác nhau. Quá thời gian, các nhân tố tiến hóa tác động làm phân hóa vốn gen của hai quần thể tới mức làm xuất hiện cách ly sinh sản và hình thành nên loài mới. Đây là ví dụ về hình thành loài mới bằng cách ly sinh thái. Vì chúng ta thấy rằng trong cùng một khu vực địa lý nhưng mà ở hai ổ sinh thái hoàn toàn khác nhau. Bây giờ chúng ta qua luyện tập phần tiếp theo, đó là sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất. Câu số 21. Sự phát sinh, phát triển sự sống trên trái đất chia thành gồm có các giai đoạn, gồm có 3 giai đoạn, đó là giai đoạn tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học và tiến hóa sinh học. Trong giai đoạn tiến hóa hóa học là hình thành từ các chất vô cơ hình thành nên các hợp chất hữu cơ. Giai đoạn tiến hóa tiền sinh học là từ các hợp chất hữu cơ hình thành nên tế bào sơ khai, tế bào nguyên thủy. Và kết quả của quá trình tiến hóa sinh học là hình thành nên sinh vật đa dạng và phong phú như ngày nay. Câu số 22. Sinh vật điển hình ở trong đại thải cổ là, chúng ta biết rằng sự sống được xuất hiện cách đây khoảng 3,5 tỷ năm, và chúng ta biết sự phát sinh sự sống thì chia sự sống gồm có 5 đại, và đại thứ nhất đó là đại thải cổ cách chúng ta khoảng 3,5 tỷ năm, và đây là đại mà nó có hóa thạch của sinh vật nhân sơ, chưa có sinh vật nhân thực. Câu số 23. Điều nào sau đây không đúng khi nói về đại nguyên sinh? Đại nguyên sinh cách chúng ta khoảng 2,5 tỷ năm, và đây là đại mà có hóa thạch của sinh vật nhân thực và các động vật không xương sống ở biển, và có thực vật là tảo và chưa xuất hiện thực vật. Như vậy câu không đúng ở đây đó là câu D. Câu số 24. Đặc điểm nổi bật của đại cổ sinh là A. Đó là sự phát triển của cây hạt kín và sâu bò, sự phát triển của cây hạt trần và bò sát, sự phát triển của cây hạt kín, chim, thú, chuyển đời sống từ nước lên càng của sinh vật. Thì chúng ta biết rằng trong đại cổ sinh được chia thành 6 kỳ, và có kỳ Silua là kỳ mà sinh vật chuyển từ nước lên càng, và đây là đại mà người ta nói rằng đây là đại mà chinh phục ở càng của các động thực vật. Như vậy đáp án của chúng ta đó là đáp án D. Câu số 25. Đặc điểm nổi bật của sinh vật trong đại trung sinh là câu A. Phát triển của cây hạt kín, sâu bò ăn lá. Câu B. Phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát. Câu C. Chinh phục đất liền của thực vật, động vật. Câu D. Phát triển hưng thịnh của dương xỉ và lượng cư. Như vậy câu A. Phát triển của cây hạt kín, như vậy nó xuất hiện ở đại tân sinh. Chinh phục đất liền của thực vật và động vật, đây là điển hình của đại cổ sinh. Phát triển hưng thịnh của dương xỉ và lượng cư, đây là đặc điểm của kỷ carbon ở trong đại cổ sinh. Và ở đại trung sinh là đại mà phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát. Câu số 26. Trong lịch sử phát triển sinh giới qua các đại địa chất thì chim phát sinh ở, đó là ở đại trung sinh. Ở đại trung sinh là cái đại mà phát triển hưng thịnh của bò sát và đặc biệt là phát sinh của lớp chim. Câu số 27. Trong lịch sử phát triển sinh giới thì bò sát cổ ngự trị ở kỷ nào? Thì chắc ai cũng xem phim bóng tổng về công viên kỷ Jura thì chúng ta biết rồi. Cho nên đáp án ở đây của chúng ta đó là đáp án A, kỷ Jura. Câu số 28. Khi nói về đại tân sinh,
điều nào sau đây không đúng? Câu A, cây hạt kín, chim, thú, côn trùng phát triển mạnh. Câu B, được chia thành hai kỷ, trong đó loài người xuất hiện ở kỷ đệ tứ, tức là kỷ thứ tư. Phân hóa của các lớp chim, thú, côn trùng. Và D, đó là ở kỷ đệ tam, bò sát cổ và cây hạt trần ngự trị. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong đài Tấn Sinh thì bò sát cổ và cây hạt trần nó ngự trị ở trong đài Trung Sinh. Như vậy, câu không đúng ở đây, đó là câu D. Và ở đài Tấn Sinh là sự phát triển của cây hạt kín của chim thú và đặc biệt xuất hiện loài người ở kỷ thứ tư. Câu 29. Trong lịch sử phát triển sinh giới qua các đài địa chất, thì ở đài nào sau đây phát sinh nhóm linh trưởng, trong đó có loài người, thì chúng ta biết rằng đó là đài Tấn Sinh. Câu 30. Loài cổ nhất và loài hiện đại nhất trong chi hô mô la. Chúng ta biết rằng trong quá trình phát sinh loài người thì loài cổ nhất trong chi hô mô đó là Homo habilis, và loài hiện đại nhất trong chi hô mô đó là Homo sapiens. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Câu 31. Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng? Loài người xuất hiện vào đầu kỷ đệ tứ của đài Tấn Sinh. Như vậy câu này câu đúng. Câu C, chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vừa người thành người. Như vậy câu này đúng. Câu D, có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người. Câu này đúng. Và câu B sai ở chỗ, đó là vừa người ngày nay là tổ tiên của loài người. Nó không phải là tổ tiên của loài người, mà vừa người ngày nay và loài người chúng ta là được tiến hóa từ một nguồn gốc chung và tiến hóa theo hai hướng khác nhau. Và nhờ vào quá trình tiến hóa theo hai hướng khác nhau, loài người của chúng ta tiến hóa theo hướng riêng, có sự tiến hóa văn hóa ở trong xã hội loài người. Cho nên loài người của chúng ta hiện nay là không có thể trở thành một loài khác, chúng ta có thể thống trị được thiên nhiên. Như vậy, cô vừa ôn tập một số câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới phần tiến hóa. Đó là phần bằng chứng tiến hóa, cơ chế tiến hóa theo thuyết tiến hóa của Darwin và theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, và sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất. Bài học của cô đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các em.